trời đêm dần tàn, tôi đến sân ga đưa tiễn người trai lính về ngàn. Cầm chắc đôi tay ghi vào đời tâm tư ngày nay, gió khuya ôi lạnh sao ướt nhẹ đôi ta. Tàu xa dần rồi, thôi tiếc thương chi khi biết người ra đi vì đời. Chợ gót vắng khuâng, tôi hỏi lòng đêm nay buồn không? Chuyến xe đêm lạnh không, để người yêu vừa lòng. Dăm về xa xăm, trong giây phút này tôi mơ ước sao nằm tròn vào tay nhau. Ngày tháng đợi chờ, tôi đến sân ga nơi tiễn người che lính ngày nào. Tàu cũ năm xưa mang người tình biến khu về chưa, trắng đêm tôi chờ nghe tiếng tàu đến tìm về. Em xin giới thiệu, đây là dàn trung model là Sony MD515. Dàn này lỗi CD và MD nên mình nghe nhạc qua chức năng ngồi AUX, hai đầu AV ra 3.5 dùng kết nối điện thoại, TV, máy tính và nhiều thiết bị ngoại vi khác. Thớt phía trên này là thớt cassette, thớt rời nha. Mình có thể nghe được cassette hoạt động ok. Trên dàn này nó có chỉnh chữ rô này nè, là super bass siêu trầm. Và DFB này mình có thể chỉnh được hai mức độ bass từ thấp cho tới cao. Ngoài ra mình có thể chỉnh được chế độ lọc âm equalizer. Chuyển ngõ thì qua chữ fusion này. FM tần số là 90 nha. Đây là cái remote, không phải là cái mặt màn hình mà là cái remote. Phía sau nó có chỗ để pin nha, hết pin thì mình thay thôi. Sony 515. Đồng bộ giữa loa và amply là made in Japan. Công suất của amply là 98W, công suất của loa là 200W trên cặp loa. Bass của loa là 16 cm. Chiều cao là 35 cm, chiều ngang cả bộ dàn là 60 cm. Dàn sử dụng tốt cho phòng 25 cho tới 40m2. Đây là hàng nội địa Nhật, chạy điện 100V, vừa lòng được cắm nhầm 220. Nếu có nhu cầu mua đổi nguồn kèm trung dàn thì liên hệ em, giá cục đổi nguồn là 200.000. Hoặc mình có thể lấy điện từ ổ áp ra sử dụng cho bộ dàn đều ok. Nếu canh không muốn ghim dây nhợ rùm ra, kết nối qua điện thoại như vậy thì mình có thể gắn thêm Bluetooth vào trong amply. Bluetooth gắn trong sẽ chất lượng hơn Bluetooth gắn ngoài, nghe trong hơn, chuẩn hơn và bắt sóng xa hơn. Trong diện tích phòng 50m2, Bluetooth bắt sóng rất tốt. Chỉ cần mình bật điện thoại, laptop hay máy tính bảng hay những thiết bị nào có sóng Bluetooth là mình có thể phát được những bài hát yêu thích. Các nào có nhu cầu mua hàng thì liên hệ 0931008099 để em tư vấn và chốt hàng. Hoặc nhắn tin vào Zalo, em sẽ gửi hình ảnh chi tiết qua Zalo cho mình tham khảo. Địa chỉ bên em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Số hàng toàn quốc qua bưu điện. Ship có thì cọc trước giúp em 500.000. Nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện. Bên em bán hàng không bao ship. Nếu chuyển đủ 100%, em sẽ tặng cho mình một cái jack kết nối điện thoại, TV, máy tính nha. Bây giờ mình sẽ nghe thử một đoạn nhạc remix, sau đó em sẽ test cassette và quay mặt sau cho mình tham khảo. Đảm bảo chất lượng của bộ dàn này xứng đáng để mình mua. Các anh sẽ không hối tiếc về cái độ lực của tiếng bass đánh ra. Đánh bao phê luôn nha. Nghe nhạc remix mình sẽ cảm nhận được. Bây giờ mình cùng nghe nhạc test nha. Đây là cái khiển, cái remote của nó. Em sẽ lớn volume trên này luôn. Đây là cái remote, mình có thể chỉnh được full chức năng trên này. Mình có thể bắt sóng rất là xa vì nó có cái Bluetooth trên này thì phải. Và mình bỏ pin vào để xài nha. Giờ mình lớn volume lên. Nó giống như một cái tai game vậy đó. Bác đánh bao phê bao lực cho mình nha. Nghe rất là đã tai. Thank you.
khiển này nè, mình sẽ chuyển thành về tab nha. Đây, mình sẽ nhấn tab. Sau đó mình nhấn lay. Có thể lay trên này hoặc lay ở dưới này luôn. Bây giờ mình cùng nghe nhạc qua cassette. Cassette tiếng Việt nè, em mượn cassette tiếng Nhật nha. Vậy là cassette nè, chức năng kết nối điện thoại thì ok. Bass thì đánh như bơm mà khỏi chơi rồi. Hình thức ngoại hình tầm 85-90% hầu như là rất đẹp. Ngoại hình cũng khỏi chơi luôn. Chỉ cần mình thích là mình mua bộ vàng này thôi. Đáp ứng đúng tiêu chí nghe và nhìn. Bass sâu chắc cho mình nghe nhạc. Còn lấy đĩa thì như vậy. Ở đây có mũi tên nha. Em sẽ hướng dẫn mình cứ để cái cassette nè. Ở đây nó có cái chiều dày ở bên này, chiều mỏng ở bên này, mình để nguyên như vậy. À, nhấn lay thì có thể mũi tên tới lui được được. Bây giờ em sẽ quay mặt sau nha. Đây hình thức lo rất đẹp, góc cạnh là khỏi chơi. Công suất lo là 100W một thùng, 200W trên cặp lo. Đồng bộ giữa lo và amply là máy in ra băng. Công suất amply là 98W. Bộ dàn này công suất tương đối khá to để mình sử dụng. Tổng thể mặt sau. Bây giờ em xin kết thúc clip test. Các nào mua hàng cứ liên hệ số điện thoại và địa chỉ trên bài đăng cho em nha.